Hư Trúc, Phan Thiếu Hoàng, thần đồng võ thuật phải đi hát quán bar vì nợ nần. Vừa sở hữu những đòn đánh dứt khoát và hiểm hóc, lại thêm cá tính vừa nổi bật, Phan Thiếu Hoàng đã có lúc được gọi là người thừa kế của Chân Tử Đan. Tuy nhiên, những bê bối đời tư đã khiến sự nghiệp của anh dậm chân tại chỗ. Thậm chí, giờ đây, Hư Trúc ngày nào đang rơi vào cảnh nợ nần vì bị lừa gạt. Chịu đòn để được học võ. Phan Thiếu Hoàng sinh ngày 19 tháng 6 năm 1973 tại Hồng Kông trong một gia đình giàu truyền thống. Bố anh là Phan Mai Sanh, ngôi sao võ thuật nổi tiếng của hãng phim Thiệu Thị, Hồng Kông thập niên 60. Phan Thiếu Hoàng dường như được số phận sắp đặt cho việc sẽ trở thành người nổi tiếng. Từ năm 3 tuổi, anh trở thành diễn viên khi được đóng trong bộ phim Lưới Trời Khó Lọt năm 1975 cùng cha. Nhớ về vai diễn này, Phan Thiếu Hoàng cho biết khi đó còn quá nhỏ, chả biết gì cả, chỉ cảm thấy phim trường rất vui nên khi trong bộ phim do bố đóng vai chính cần một diễn viên nhí, vậy là đạo diễn cho tôi tham gia. Cảnh quay đơn giản, tôi ngồi trên salon nói, chú ơi, cháu muốn ăn kem và có kem ăn. Năm 1986, giới yêu phim chẳng ai không biết tới sao nhí nổi tiếng mang tên Phan Thiếu Hoàng. Sau Tạm Biệt Mẹ và Không Nghe Thấy, Thiếu Hoàng gây ấn tượng với làng giải trí bằng vai diễn Trình Y Điệp thời nhỏ trong bộ phim nổi tiếng Bá Vương Biệt Cơ. Không thể phủ nhận vai trò của người cha nổi tiếng trong sự nghiệp của Phan Thiếu Hoàng, nhưng rõ ràng những gì anh có được cũng là nhờ sự nỗ lực của bản thân. Đọc phim còn chưa đủ, anh còn muốn trở thành một ngôi sao võ thuật như bố. Đam mê là thế, nhưng Phan Mai Sanh không muốn con mình sớm bước vào con đường võ học. Cực chẳng đã, Phan Thiếu Hoàng đã phải vận dụng vài chiêu trò để nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh. Năm 13 tuổi, mọi mệnh lệnh của bố đều phải thực hiện, nhưng tôi vẫn ước mơ được học võ theo sở thích. Bởi vậy nên tôi suốt ngày đi đánh nhau với hàng xóm, gây chuyện rất ầm ĩ, bị đánh bầm dập mãi mới khiến bố đồng ý cho học, Thiếu Hoàng chia sẻ trong một bài phỏng vấn. Lên 14 tuổi, Phan Mai Sanh gửi cậu quý tử đến từ Châu, Trung Quốc, vừa học thể dục dụng cụ, vừa học võ Wushu. Vài năm sau, anh thoát khỏi hình ảnh sao nhí, Phan trở thành chàng trai trong mộng của nhiều cô gái với hình ảnh lãng tử trong phim điện ảnh Lực Vương và Ma Vực Phi Long năm 1991. Trình độ của anh chàng họ Phan đã khiến mọi người bất ngờ và e ngại khi muốn giao chiến. Cao thủ Taekwondo đáng gờm. Thay vì học Wushu theo định hướng của cha, thì Thiếu Hoàng lại quyết định theo học Taekwondo từ một cựu vệ sĩ cho Tổng thống Hàn Quốc là Hung Hee. Thiếu Hoàng học môn võ này trước bởi quy tắc ứng xử của nó. Một trong những điều kiện bắt buộc với mỗi võ sinh là luôn bênh vực cho tự do và công lý. Với thế mạnh của người được rèn luyện từ nhỏ, anh nhiều lần khiến sư phụ phải bất ngờ và không tiếc lời khen ngợi sự linh hoạt trong khi luyện tập. Taekwondo sở hữu hệ kỹ thuật tấn công sát thương bằng va chạm trực tiếp cực phong phú, đa dạng, giúp ích nhiều trong các pha cận chiến solo. Được thầy giỏi dạy, lại có ý chí quyết tâm cùng khả năng vượt trội. Chỉ sau một thời gian, Phan Thiếu Hoàng trở thành cao thủ Taekwondo khiến nhiều người nể phục. Đến nỗi họ phải thốt lên rằng anh ta di chuyển đôi chân như thể đó là bàn tay vậy. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Một thân tuyệt kỹ với nhiều môn võ khác nhau. Sau khi luyện thành tài với Taekwondo, Thiếu Hoàng quyết định làm quen với các môn võ khác. Thấm nhuần tư tưởng võ học, anh hiểu rằng mỗi một môn võ đều có tinh hoa, thế mạnh riêng và điều quan trọng đối với người luyện võ là thấu hiểu và chiêm nghiệm. Chính vì thế, anh còn luyện thêm Wushu và Hồng Gia Quyền. Trong Wushu, Thiếu Hoàng chọn học tán thủ. Đặc thù của tán thủ là hệ thống kỹ thuật chiến đấu thực dụng. Hệ thống này áp dụng các nguyên tắc vật lý, giải phẫu cơ thể học, sinh lý phản xạ học, các chức năng sinh lý của cơ thể người. Tán thủ có đủ các kỹ năng chiến đấu như cầm nã, vật, sử dụng và chống vũ khí, tổng hợp từ các môn võ cổ truyền Trung Quốc. Hơn nữa, nó lại được du nhập thêm các kỹ thuật chiến đấu tay không hiện đại của các boxing, Muay Thái. Trong lúc học Wushu, Thiếu Hoàng còn tìm hiểu cả kinh kịch, môn mà Thành Long từng học. Môn nghệ thuật này giúp anh học cách nhào lộn, rèn luyện sự nhanh nhạy của tai mắt cùng nhiều kỹ năng trực tiếp sử dụng trong diễn xuất. Thiếu Hoàng cũng dành sự đam mê cho cả Thiếu Lâm Hồng Gia Quyền. Môn võ công này mạnh về cương ngạnh, cận chiến và bám tấn. Hệ thống bài quyền và binh khí rất phong phú, gồm La Hán xuất động, Sư Tử Cổn Cầu, Song Long xuất hải, Tiểu Hồng Quyền,
Hồng Gia Phá Sơn Quyền. Ngoài ra còn có Ngũ Hình Quyền, Song Ngư, Đinh Ba, Côn Tam Khúc, Tiêu, Quạt. Theo tờ Sina đánh giá, Phan Thiếu Hoàng xếp thứ 9 về khả năng thực chiến trong danh sách top 10 ngôi sao võ thuật lợi hại nhất Trung Quốc trên cả Thành Long. Trở thành diễn viên chuyên đóng vai phụ. Sự nghiệp của Thiếu Hoàng bắt đầu nở rộ sau khi anh gia nhập TVB. Việc đầu quân cho TVB giúp Thiếu Hoàng tìm kiếm cho mình nhiều bộ phim đa dạng về thể loại. Dấu ấn đầu tiên có thể kể tới đó chính là vai Hư Trúc trong Thiên Long Bát Bộ năm 1997 và vai Hồng Di Quang trong phim Thiếu Niên Anh Hùng Phương Thế Ngọc. Sau thành công của hai vai này, Thiếu Hoàng quyết định rời khỏi TVB. Theo chia sẻ của nam diễn viên thì anh cảm thấy cần phải ra biển lớn để thấy cuộc đời bao la và tìm cho mình những cơ hội mới. Tháng 7 năm 1997, Thiếu Hoàng đến Bắc Kinh để tìm cơ hội với điện ảnh. Thế nhưng anh thường được giao đóng những vai phụ trong các bộ phim hành động võ thuật. Mặc dù chưa có cơ hội nhận vai chính, nhưng tôi hài lòng với những vai diễn mình đã thể hiện, anh chia sẻ. Năm 2008, Thiếu Hoàng để lại dấu ấn trong lòng khán giả với vai diễn Kim Sơn Trảo trong Diệp Vấn, Chân Tử Đan đóng chính, rồi sau đó là Long Môn Phi Giáp, Đại Võ Đan, Thiện Nữ U Hồn. Thành công của vai Kim Sơn Trảo giúp Thiếu Hoàng được mệnh danh là người kế nghiệp hoàn hảo cho Chân Tử Đan. Được ưu ái là vậy, nhưng ngôi sao Thiên Long Bát Bộ chỉ cười cho biết, đó là người ta ưu ái tôi thôi, chứ thực tình anh Chân Tử Đan đang ở cách xa tôi, còn lâu tôi mới sánh kịp. Chấn thương liên miên, từ chối các cadr. Năm 2006, Phan Thiếu Hoàng bị chấn thương nặng ở chân khi đảm nhận vai trò đạo diễn võ thuật kiêm vai diễn phụ trong phim Thành Công Vô Địch. Chấn thương khiến anh phải nghỉ 9 tháng. Từ đó xuất hiện tin đồn Phan Thiếu Hoàng bị tàn phế và từ giã nghiệp diễn. May mắn, không lâu sau, anh đã bình phục và tiếp tục trở lại phim trường. Ngoài ra, anh cũng từng bị thương trong thời gian tham gia bộ phim Long Môn Phi Giáp 3D của đạo diễn Từ Khắc. Nói về chấn thương khi đóng phim, tài tử sinh năm 1973 cho rằng đó là chuyện hết sức bình thường của nghề diễn, đặc biệt đối với diễn viên phim hành động, võ thuật. Dù những bộ phim như vậy khá nguy hiểm, nhưng Phan Thiếu Hoàng thường nói không với việc sử dụng diễn viên đóng thế. Ngoài phim võ thuật, hành động, Phan Thiếu Hoàng còn chú ý đến nhiều vai diễn và dòng phim khác không liên quan đến anh hùng hay cảnh đánh võ. Anh luôn muốn khẳng định diễn viên võ thuật vẫn có thể đóng vai nội tâm, khiến người xem khóc cười cùng người diễn. Thiếu Hoàng cũng từng góp mặt vai diễn Đại Thái Giám Tào Nhân Siêu trong bộ phim hài Đại Nội Mật Thám 009 và không có một cảnh hành động nào, đồng thời được khán giả đón nhận và yêu mến. Đời tư bê bối vì scandal tình ái. Những tưởng sự nghiệp của Thiếu Hoàng sẽ lên như diều gặp gió, nhưng scandal tình ái vào năm 2012 khiến mọi thứ tan tành mây khói. Sự việc bắt đầu khi anh công khai chuyện yêu đương với nữ diễn viên trẻ kém 10 tuổi, Dạ Hiểu Thần. Ngay sau đó, một loạt tờ báo tuyên bố Phan Thiếu Hoàng đã kết hôn và có hai con, một con gái 15 tuổi và một con trai 10 tuổi. Rất nhiều người chỉ trích Thiếu Hoàng bỏ vợ chạy theo tình trẻ. Được biết, anh đã kết hôn với nữ diễn viên Trần Thiếu Hà hơn 10 năm và có hai người con. Tuy nhiên, anh chưa từng công bố cuộc hôn nhân này với báo giới. Mọi thứ chỉ mới được tiết lộ sau khi Phan Thiếu Hoàng công khai chuyện yêu đương. Trước những chỉ trích của dư luận, anh gửi đến báo chí một thông cáo 800 từ, cho biết anh và vợ đã chia tay từ lâu. Theo Thiếu Hoàng, nguyên nhân cho việc chia tay là do chuyện tình cảm 20 năm của anh chỉ là cảm xúc bồng bột thời trẻ. Nam diễn viên cũng nhấn mạnh, Dạ Hiểu Thần không phải kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Khi những thông tin về cuộc hôn nhân của Phan Thiếu Hoàng vẫn gây bão dư luận, thì báo chí lại đăng tải chuyện anh hẹn hò nữ trợ lý. Scandal tình ái đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của Phan Thiếu Hoàng. Anh bị khán giả tẩy chay, khiến các nhà sản xuất buộc phải hủy các phần tham gia của anh. Ngập trong nợ nần. Hiện tại, ngôi sao 45 tuổi và nữ diễn viên nóng bỏng Dạ Hiểu Thần đã kết hôn đầu năm 2016 và thường xuyên xuất hiện công khai trước báo giới. Anh tiết lộ quan hệ giữa anh và các con rất tốt, đồng thời tin rằng chúng sẽ chấp nhận Dạ Hiểu Thần. Tuy nhiên, sự nghiệp của thần đồng võ thuật một thời dường như dậm chân tại chỗ. Mấy năm gần đây, tuy Phan Thiếu Hoàng liên tiếp nhận phim xuất hiện trên màn ảnh, nhưng diễn xuất lại càng ngày càng kém hấp dẫn. Thêm nữa, đại bộ phận các vai diễn đều là vai phụ. Năm 2016,
Có tin Phan Thiếu Hoàng nợ 2 triệu đô la Hồng Kông, đối phương trực tiếp đến nhà đòi nợ. Do áp lực cuộc sống, anh phải đi hát ở quán bar để kiếm thêm tiền. Đến tháng 3 năm 2017, vợ Phan Thiếu Hoàng đăng tin lên mạng nói rằng chồng mình nợ cũ chưa trả được, lại còn bị lừa 3 triệu nữa. Nhưng cô vì tâm lý bảo vệ chồng mà ngôn từ quá khích khiến nhiều cư dân mạng bất mãn. Nhưng bất kể nợ tiền hay là bị người ta lừa, hy vọng Phan Thiếu Hoàng dù không thể hồi phục được những huy hoàng ngày trước thì cũng có một cuộc sống thuận tâm, thuận ý. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!